Hi, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Đẹp Gơ Chưa nha. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn với cái câu hỏi là ví dụ như là cửa hàng tạp hóa hoặc là nhà xưởng của các bạn lắp camera mà chẳng may xảy ra sự cố, thì các bạn muốn quay cái đoạn video clip ấy lại để bạn lưu nó khỏi bị mất hoặc là chụp lại hình ảnh. Thì khi mà mình quay á hoặc là mình chụp lại hình ảnh á thì nó lưu ở chỗ nào đó các bạn lục lại các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Thì đầu tiên này, mình ví dụ cho các bạn đây là hình ảnh camera đang quay trực tiếp này. Ví dụ như là ngày hôm nay nó xảy ra một cái sự cố gì đó, các bạn muốn quay lại thì các bạn nhấp vào cái chỗ cái máy quay phim này nha. Đây đó, bên cạnh là cái chụp hình nha. Đó thì các bạn có thể quay lại khi mình xem trực tiếp hoặc là mình xem lại, mình đều quay được hết nha. Mình giả sử nè, đó giả sử mình quay lại nè, đó thì nó đang quay lại nha các bạn. Đây bạn thấy không, nó đang nhảy dây nè, đó là mình đang quay lại. Khi các bạn muốn lưu, ví dụ các bạn quay một đoạn ví dụ như 5-10 phút, 20 phút gì đó, các bạn lưu lại nè. Đấy, nó sẽ lưu lại. Bạn thấy không? Đấy. Rồi các bạn muốn chụp hình này, có cái nút chụp hình này nha. Đó, có hình camera này, bạn chụp này. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ chụp xuống cho các bạn nè. Đó. Thì mình giả sử như hồi nãy giờ là mình đang quay một cái đoạn video và mà chụp lại cái hình ảnh, nó xảy ra cái sự cố gì ở ngay cái cửa hàng hoặc là công ty của các bạn. Rồi sau khi mình thực hiện chụp hình hoặc là quay phim xong, bây giờ mình muốn xem á thì mình xem ở đâu? Thì đây các bạn vào cái chỗ cái ngôi nhà này, có hình ảnh cái ngôi nhà nha, là cái chỗ menu này, menu nó bấm ở đây, các bạn tìm cái chỗ chữ thơm này. Đó, chữ thơm thì chỗ đây thì mình xin ngừng lại, mình nói một xíu nha. Thì đây thì mình hiện tại mình đang dùng cái điện thoại iPhone nên là cái giao diện nó là nó sẽ khác với các bạn dùng những loại điện thoại như Samsung, Apple chẳng hạn. Thì iPhone thì họ điều hành của nó là iOS, còn các hệ điều hành khác ví dụ như là Android hay là Windows thì cái giao diện nó sẽ khác, nhưng mà nó cùng điểm chung là các bạn còn tìm cái chữ tập này nha. Đó, cái chữ tập này có nghĩa là tất cả những các bạn mà quay quay lại video hoặc là chụp hình là nó nằm trong cái bộ tập này nha. Đó, các bạn vô tập này. Đó, đây đây là tất cả những gì nãy giờ mình đang quay và chụp lại. Ví dụ như đây phía trên nó có hai cái hiệu này, là cái dấu đây là cái nó tượng trưng cho là cái mình đang xem video, còn phía bên này là chụp hình. Đó các bạn thấy không, ví dụ các bạn xem video các bạn bấm mấy bên này, các bạn xem này. Đó, nó có đoạn video mình đang quay nãy nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó thì toàn bộ video thì nó sẽ lưu vào chỗ tập này nha, nên là các bạn có thể vào trong tập các bạn lục cái video. Khi mà các bạn lưu vào trong đây á thì nó sẽ không có bị xóa nha, không có bị xóa mất, trừ khi chúng ta tự xóa thôi. Hình ảnh nè các bạn thấy không? Đó, qua hình ảnh thì các bạn sẽ xem được cái hình ảnh nha. Đó, bên này thì video. Đó, cái video này mà là mình ghi lại cho các bạn xem đây. Các bạn thấy không? Đó. Thì cái này trừ khi mình xóa đi thôi. Ví dụ như mình xóa này. Đó, nó hiện cái nút xóa thì các bạn xóa. Khi các bạn xóa đi thì nó báo mất nha các bạn. Còn bình thường thì nó sẽ lưu vào trong cái tập tin như thế này nha. Đó, thì ví dụ như cửa hàng, cơ quan, doanh nghiệp của bạn có xảy ra sự cố gì đó, các bạn cần xem lại cái chỗ đó
thì các bạn có thể quay lại để nó lưu vào trong cái tập này nha. Khi nào các bạn cần thì các bạn có thể lục lại các bạn xem. Thôi, chào các bạn nha. Để các bạn các video mà đã up tiếp lần sau. Chào và hẹn gặp lại.